Tội nghiệp nè. Ai giỏi phiền nhờ. Ê nữa hả? Về. Ui. Ui hên nhở. À bụi không à. Thôi đi đâu đây, đi đâu đây. Vai trưởng. Cảm ơn David Tú nha em. Trên tay gì em ơi, URF mà. Hồi chưa nhanh thì cái gì cũng phải nhanh chứ. Nhưng mà cái giờ của con này bị lỗi sao ấy. Ui, thét là đánh cái gần hết máu luôn, con thét là đánh đau vai trưởng. Thét đánh thường này anh em. Đấy có 2 hit đấy đó, 675 máu. Đau vãi trưởng. Team nó giờ đều quá, làm mình không có được cái sức mạnh của con Slash lắm. Oh no. Chạy nè. Con thuyết nó đánh đau thật sự luôn anh em, vãi trưởng. Anh thường đau mới đấy. Boom. Cay ấy. Kiếm súng sao không dùng? Ừ toàn quên đấy anh em ơi, tại bấm nhiều nút quá, nhiều lúc không dùng kiếm súng kịp. Tại vì kiếm súng thì cũng hồi có mấy giây à. Mình dùng cái này hồi, mình dùng cái này hồi, nhiều lúc quên. Nổi ông còn tăng tốc không chạy nữa. Ghê lắm. Bắt được trông coi. Ừ rồi. Bắt lưu xàm nè. Ê nhập. Rồi. Chạy với chúng tôi à. Quá.
Hay lắm. Hai anh em ơi. Châu với chúng tôi à? Chết rồi này. Cái này mà có Yumi bán theo cân cả đầu đúng rồi em ơi. Cái này có Yumi bán theo thì cân cả bản đầu mà. Chúng là map URF. Con thằng nào có Yumi là thằng ấy kiểu gấp 3 lần sức mạnh lên đi. Yên anh em ơi. Cheers!